cả thứ của chồng chị gửi đây các chị này. Thank you.
Đây, cái gì đây? Đấy, đúng kiểu hết cho nha. Dạ luôn cho em, mai mua 16 đồng tiền.
sao em trai hả? Chào chị. Vâng. Chị có phải chị Viet không? Vâng chị ạ. Chị đây. Đây có chắc là để cho chị này. Chị Viet có phải không? Vâng phải đúng ạ. Vâng. À, chị cảm ơn nhé. Vâng.